Hello anh em, chào mừng em cùng quay trở lại với MGN Esports. Ở nửa đầu mùa giải năm nay, SBTC Esports được kỳ vọng rất cao là sẽ trụ hạng thành công. Và cuối cùng họ đã làm được với vị trí hạng 5 đầy cao quý. Dù vậy, một cơ số lớn fan của SE lại không hề hài lòng với thứ hạng này vì họ tin rằng dạp siếc gà với sự dẫn dắt của ngài Tutti và ngài Nperfect lẽ ra phải ít nhất lọt top 4 VCS. Nhưng trong trường hợp hợp tình và hợp lý nhất, các fan cũng không nên chửi SE thậm tệ như vậy. Họ nên biết rằng đây vẫn là một mùa giải vô cùng thành công của SBTC Esports khi dạp siếc gà hồng dù không vô địch VCS nhưng đã thâu tóm hàng loạt chiếc cúp danh giá mà bất kỳ đội tuyển nào tại Việt Nam cũng thèm khát. Ngày hôm nay, anh em hãy cùng MGN Esports khám phá xem bộ sưu tập danh hiệu của SE trong mùa xuân này gồm những chiếc cúp nào nhé. Mặc dù tạch trong cuộc đua giành cúp vô địch VCS từ khá sớm, nhưng SBTC mùa giải này đã được cộng đồng trao cho một chiếc cúp khác danh giá không kém, đó là cúp làm content đỉnh nhất. Với nội tại là đội tuyển sinh ra từ content và sống khỏe cũng nhờ content, SE những mùa giải trước đã nổi tiếng qua những nội dung chất lượng hơn công phượng được đăng tải trên các kênh truyền thông xã hội của đội. Đến mùa giải này, trình độ làm content của đội ngũ SE thậm chí còn vươn lên tầm cao mới với chuỗi bài đăng meme không thể nào chiến hơn trên trang Facebook Giáp Siếc Gà Hồng. Nghe nói đầu mùa, thầy giáo Ba đã đích thân đi thuyết phục và tuyển mộ ba huyền thoại biển xanh gia nhập đội content của SBTC dưới miệng lưỡi đàm phán khá xẻo từ vị trí của ba gà lần lượt Neptune, Yết Kiều và Aquaman đã đồng ý đầu quân cho SE. Chỉ cần nhìn vào điều kiện sống quanh năm phải ngâm mình trong làn nước biển của ba vị thần này thì cũng đủ hiểu độ mặn mòi nơi tư duy của họ. Thật may mắn khi dạp siếc SE không làm lãng phí tài năng của ba huyền thoại làng mìm. Trong số những đội tuyển VCS đang thi đấu thì SE thiếu content tốt nhất, vừa thâm sâu lại còn vừa đa dạng chủ đề. Mỗi khi dạp siếc gà thua trận và phải vào hang như thường lệ, team content liền sáng tạo ra những content tự khịa chính đội nhà, cũng như là an ủi linh hồn lạnh giá của các fan SE đang cay đắng trong hang tối. Còn nếu SE bất ngờ giành thắng lợi, đó cũng là lúc mà đội ngũ content thể hiện độ ngông và chiến của họ. Bất kể bại tướng của SE đó là ai, team content đều biết tìm ra cách để ca khịa và đâm trọt vào nỗi đau thua trận của họ, đồng thời không quên tung hê đội nhà, khiến anh Ba cùng fan SE trướng chảy nước. Đặc biệt là tần suất đăng content rất nhiều và cà khịa gần như là mọi thứ, nhưng SE giữ nội dung của mình không bị quá ô dề. Ngược lại, sự hài cốt trong các content của SE khiến không chỉ fan chú năm mà còn rất nhiều người hâm mộ VCS trung lập phải thích thú. Còn đội content của những đội tuyển khác như GAM hay Team Secret cũng noi theo phong cách chúa hề từ SE và tung hứng cùng nhau trên đấu trường mạng xã hội. Bên cạnh khả năng sáng tạo không giới hạn của đội ngũ, các tuyển thủ SE mùa này không biết vô tình hay là cố ý mà cũng thường xuyên đóng góp những content không thể nào khét đẹp hơn cho làng giải trí VCS Biz. Đặc biệt là ngài Tutti, người được mệnh danh là chiến thần TikTok ở mùa giải này sau hàng loạt pha xử lý đi vào sảnh danh vọng của nền tảng mạng xã hội tấu hề nhất hiện tại. Ngoài những công hiến không biết mệt mỏi của Tutti, biệt đội các streamer trực thuộc SBTC Entertainment cũng đều đặn tạo ra nội dung để làm dày tư liệu cho đội content. Nói với các streamer dưới quyền SBTC thì tất cả đều thuộc hàng đô đốc hoặc huyền thoại trong làng content rồi. Xương xương có thể kể đến là Clear Chó, Tommy Pot, Diệp Kít và Dế Hỏa. Chắc chắn không thể không nhắc tới thầy giáo Ba, lãnh tụ của câu lạc bộ hài kịch SE với những content thở oxy, rối loạn tiền đình, lỏ trứng cút mỗi khi theo dõi đội nhà thi đấu. Với trình độ thượng thừa, tư duy đỉnh cao từ đội ngũ content, gồm toàn các thần biển sâu của SE, chú năm hồng đen hoàn toàn xứng đáng với chiếc cúp vô địch content mùa giải này. Nếu như ở Tây Ban Nha có siêu kinh điển El Clasico, anh nhận có derby Man xanh gặp Liver, thì VCS derby cầu Mỹ Thuận chắc chắn là trận đấu được quan tâm nhất. Vì sao một cặp đấu SE lộ luxury lại có sức nóng kinh người đến như vậy thì chắc chắn ai cũng biết là do mối huyết hải thâm thù giữa Messi Sadek 3 Chicken và Ronaldo Cần Thơ 3 USA. Chi tiết về mối thù này thì MGN Esports xin mời các bạn tìm lại một video về mối duyên nợ giữa ba gà và Mỹ trên kênh để xem nhé. Vì có đại hận với nhau nên mỗi khi đụng độ, cả ba gà và ba Mỹ đều muốn hạ gục người huynh đệ cũ bằng mọi giá. Từ lúc ba gà mang SE VCS, còn ba Mỹ trở lại cuộc chơi bằng luxury, mỗi trận đấu hai bên đối đầu đều là một cuộc đại chiến, một mất, một không mất. Sau tổng cộng 4 lần chạm trán tính tới hết mùa giải trước, Ronaldo Cần Thơ đang chiếm thế cửa trên với 3 thắng lợi áp đảo, khiến nỗi đau của Messi Sadek vì team không biết chơi game như càng bị sát thêm muối. Thế nhưng ở mùa VCS xuân này, cán cân sức mạnh giữa hai bên đã thay đổi, tính luôn cả đấu trường vòng loại SEA Games thì derby cầu Mỹ Thuận diễn ra 3 lần. Trong cả 3 trận này, SE của Messi Sadek đều giành chiến thắng một cách không thể thuyết phục hơn trước kỳ phùng địch thủ luxury của Ronaldo Cần Thơ. Nhờ đó, tỷ số đối đầu trong kèo derby cầu Mỹ Thuận đang nghiêng hẳn về phía SE, chứng tỏ sức mạnh đoàn quân của ba Chicken đã dần vượt trội hơn đối thủ. Thông thường trong thế giới thể thao, thắng một trận derby trước kẻ thù truyền kiếp đôi khi còn quan trọng hơn cả việc vô địch giải đấu. Vì vậy mà SE mùa giải này, sau 3 chiến thắng áp đảo trước Luxury, xứng đáng đã trao cho chiếc cúp ông trùm cầu Mỹ Thuận. Nếu như đã theo dõi VCS mùa đông thì chắc hẳn khán giả nào cũng thấy rõ được trình độ thượng thừa của Eagle. Nếu như không nhờ Eagle, khả năng cao thần chó ba đầu Cerberus sẽ chẳng thể đánh bại được kho tiền GAM với sự dẫn dắt của huyền thoại Livy. Thế nhưng, trước thềm mùa giải năm nay, những biến cố không đáng có đã xảy ra giữa Eagle và thủ lĩnh Dế Hỏa của SE Underground. Sự cố này đã khiến Eagle bị Cerberus đá ra khỏi khu rừng nhằm kiềm hãm sức mạnh trái ác quỷ đá đã thức tỉnh vì Eagle. Pistol Power này sẽ chỉ mang đến tai họa cho Eagle trẻ người non dạ, chứ chẳng có gì tốt đẹp cả.
Sự vắng mặt của Ego khiến Cerberus từ vị thế đương kim vô địch rớt xuống cún ba đầu ở mùa giải này. Nhưng dù vậy, Cerberus vẫn đủ sức trụ vững trong top 4 đội cạnh tranh cho ngôi vô địch. Dĩ nhiên, thần cún không có Ego đang mạnh hơn dạp siếc SE, lúc đó vốn vô cùng bất ổn. Ở trận đối đầu lượt về tuần 7, SE cần một chiến thắng trước Cerberus để chắc chắn có một vị trí trụ hạng và sốc lại tinh thần, tiếp tục cạnh tranh cho suất đánh playoff. Thế nhưng, khi thông tin Ego trở lại đội hình chính của Cerberus trong trận đấu này được xác nhận, mọi hy vọng SE gần như là chấm hết. Vì tại lượt đi, Cerberus không Ego vẫn dễ dàng đè bẹp SE với tỷ số 2-0. Và rồi, những gì mà ngài Tuti và ngài Enperfect đã làm cho SE đêm hôm đó thật quá tầm tưởng tượng của bất kỳ khán giả nào. Bất chấp sự tái xuất khá ngoạn mục của Ego The Devil Stones, bộ đôi thần thánh này vẫn gánh thành công ba người đàn anh cùng SE lên chiến thắng chung cuộc 2-0. Vừa thắng trắng đội đương kim vô địch, vừa trụ hạng thành công, vừa níu giữ cơ hội cạnh tranh cho top 4, đó là những chiến tích mà dạp siếc SE đã đạt được trong một trận đấu quá thăng hoa. Đặc biệt nhất phải kể đến việc đả bại thành công Ego The Devil Stones ngay ở trận đấu đầu tiên cũng như cuối cùng của vị thần này tại VCS mùa xuân năm nay. Thậm chí Gami Sport hùng mạnh và mọi đội khác trừ Sky cũng không thể đánh bại được nổi Ego một lần nào nữa vào mùa đông. Vì thế, chiến thắng này của SE trước Ego xứng đáng được trao cho chiếc cúp kẻ hủy diệt quỷ sút. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không được phép quên công lao của thủ lĩnh content SBTC, Dế Hỏa Zeros, người gián tiếp khiến Ego phải ngồi ngoài suốt mùa xuân năm nay. Bên cạnh chiếc cúp tiêu diệt Devil Stone, SE còn lừng danh ở mùa giải này qua chiến tích dẫn trước kẻ bất tử Gam đến 10.000 tiền. Thường thì khi một đội đã out đối thủ từ 10.000 tiền chênh lệch trở lên, là đội đó đã chạm đến con số tử thần và gần như là 99% giành chiến thắng. Trong vòng cuối cùng của mùa giải, SE chạm trán Gam trong một trận kinh điển vì danh dự. Gam đặt quyết tâm cao độ sẽ hủy diệt SE và hoàn thành mùa giải bất bại. SE muốn dẹp siếc Blackpink là đội đầu tiên shut down chuỗi thắng đối thủ, dù chỉ là trận thủ tục, nhưng hai đối thủ thì không nghĩ thế. Trái ngược với dự đoán của đa số người hâm mộ rằng SE nhanh chóng nằm sấp trước Gam, dẹp siếc Blackpink trong trận đấu này lại chơi với phong độ không khác gì T20 của Hàn Quốc. Sau 16 phút thi đấu, SE dẫn trước Gam 10.000 tiền và 9 cửa thì có đến 10 cửa là SE chiến thắng. Thế nhưng, chỉ sau vài pha giao tranh đi vào lòng đất, SE để Gam lật luôn cái kèo và nhận lấy thất bại trong sự ngỡ ngàng của hàng chục ngàn khán giả đang theo dõi. Hầu như là chẳng ai hiểu được dạp siếc Gà Hồng đã dẫn 10.000 tiền trước Gam bất bại như thế nào và cũng không ai biết thế lực tâm linh nào đã dắt SE đi từ khoảng cách đó đến thẳng thất bại chung cuộc. Mặc dù kết quả là bị lật kèo đầy nhục nhã, nhưng thực chất SE là đội duy nhất tại mùa giải năm nay có khởi đầu trận áp đảo hoàn toàn trước Gam và dẫn trước đại diện Việt Nam ở SEA Games đến 10.000 tiền. Vì quả chiến tích vừa huy hoàng vừa đáng tự hào này, SE chắc chắn vô địch giải đấu dẫn Gam 10.000 tiền và cần phải được trao gấp một chiếc cúp danh dự. Bên cạnh quả cúp dẫn Gam 10.000 tiền khá oai, SE còn sở hữu thêm một danh hiệu khác cũng đỉnh của chóp không kém, đó là cúp thắng Gam nhiều nhất mùa này. Tại khuôn khổ Liên minh Huyền thoại Việt Nam, Gam với tư cách là đội giàu truyền thống nhất, mạnh nhất và cũng bị ghét nhiều nhất, chắc chắn là kẻ mà ai cũng muốn đánh bại. Nhưng dĩ nhiên, đánh bại một gã khổng lồ luôn có sức mạnh ổn định như Gam chưa bao giờ là điều dễ dàng với bất kỳ đối thủ nào, nhất là mùa xuân năm nay khi mà Gam đang đạt phong độ và quyết tâm cực cao. Ngay cả đứng kim vô địch Cerberus và bầy trâu của ngài Ren ở đỉnh cao vẫn chỉ có một tuổi là tuổi L mỗi khi đương đầu với Gam năm nay thôi. Ấy vậy mà SBTC Esports, dạp siếc Gà Trung ương, ngọn cờ tiên phong làng Hải lại được sướng tên là đội có nhiều lần hạ gục Gam nhất ở mùa giải này. Nếu gộp luôn gái đấu trường VCS và SEA Games lại, thì SE đã đả bại Gam 2 trận đấu với tổng cộng là 5 ván thắng, con số mà bất kỳ đội tuyển nào khác nhìn vào cũng phải tự bứt lông nách để kiểm tra xem họ có đang mơ hay không. Ở VCS, SE có một cú bách đo vô cùng chuẩn mực từ vị trí của thủ lĩnh Tuti để phá vỡ nhà chính của Gam, bên cạnh tình huống dẫn trước 10.000 tiền thần thánh đã kể ở trên. Nếu như hai pha tạo nét đó chưa đủ để dạp siếc Gà có thắng lợi chung cuộc trước kho tiền, thì trong khuôn khổ vòng loại SEA Games 31, SE thậm chí đã hủy diệt Gam 2-0 ở vòng bảng 2 mà không cho kỳ vùng địch thủ một cơ hội chống cự nào. Đến khi cả hai một lần nữa gặp lại trong trận tie break, tìm ra đội ngồi ở vị trí cao nhất bảng, SE tiếp tục thắng Gam một cách tâm phục khẩu phục vì lần này kho tiền đã thay huấn luyện viên Trashtalk Deepkid bằng siêu xạ thủ phong cách. Vì thế, không hề khó hiểu SE lại tiếp tục bước lên bục nhận thêm một chiếc cúp nữa với tên gọi cúp thắng Gam nhiều nhất. Cúp trong lòng người hâm mộ luôn là chiếc cúp quý giá nhất. Một nhà hiền triết người Nga, em trai của Lenin vĩ đại, người mang tên gọi Levi Ackerman đã từng nói như thế. Quả thật vậy, vô địch thì cũng oai đấy, nhưng mà nếu không có được tình yêu từ người hâm mộ thì cũng chỉ là vô nghĩa thôi. Ở mùa giải năm nay và cả hai mùa năm 2021, SBTC Esports mặc dù không có được chiếc cúp vô địch nào, nhưng năm chú hồng đen vẫn xứng đáng bước vào ngôi đền huyền thoại hài kịch nhờ những thu thập được những chiếc cúp danh giá khác đã kể trên. Nhờ đó mà SE luôn thu hút rất đông đảo fan hâm mộ và ủng hộ nhiệt liệt, dẫu cho mỗi khi xem SE thi đấu, những người yêu mến dạp siếc sẽ thấy khó thở nhiều hơn là thanh thản. Bất chấp phong độ phập phù, đẳng cấp chuyên môn thăng trầm của đội tuyển, người hâm mộ SE vẫn chọn trung thành với dạp siếc Gà Hồng, một phần vì thương thầy ba, nhưng phần nhiều vẫn là vì chót yêu mến những chàng cười sảng khoái SE lại mỗi ngày. Cũng do đó, mà SE chứ không phải là bất kỳ cái tên nào khác mới là đội tuyển vững mạnh nhất VCS hiện tại, vì người hâm mộ của dạp siếc quá đông đảo và hung hãn. Những chiếc cúp danh giá kết hợp cùng lòng trung thành tuyệt đối từ fan kết hợp chúng lại, SE có cúp trong lòng người hâm mộ, chiếc cúp quý giá nhất mà bất kỳ đội tuyển nào cũng thèm khát. Cho nên, dù có đóng vai chú năm thêm 30 mùa VCS nữa, thì SBTC Esports vẫn mãi đỉnh trong lòng người hâm mộ.